Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay để chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung sau. Tổng thống Trump xem xét cấm cửa tập đoàn Alibaba. Tổng thống Donald Trump ra lệnh công ty chủ quản của TikTok bán tài sản ở Mỹ. Google chính thức chấm dứt hợp tác với cảnh sát Hồng Kông. Sau đây là chi tiết nội dung. Tổng thống Trump xem xét cấm cửa tập đoàn Alibaba. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét việc cấm tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc Alibaba tại thị trường Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Trump gần đây đã gia tăng giám sát hoạt động các tập đoàn và công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, hay Tencent, chủ sở hữu của WeChat tại thị trường Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, Alibaba, một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, có thể trở thành mục tiêu tiếp tục của chính quyền Tổng thống Trump. Trong một buổi họp báo ngày 15 tháng 8, ông Trump cho hay. Ông đang xem xét việc có nên ban lệnh cấm với Alibaba ở thị trường Mỹ hay không. Theo hãng tin Reuters, trước đó vào ngày 14 tháng 8, ông Trump đã ký lệnh yêu cầu Biden thoát vốn khỏi hoạt động của TikTok tại Mỹ trong 90 ngày vì lý do an ninh. Những động thái của chính quyền Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung đang leo thang trong thời gian qua trong nhiều lĩnh vực. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng nhắc tới Alibaba khi ông kêu gọi các công ty Mỹ loại bỏ những công nghệ thiếu tin cậy do Trung Quốc sở hữu ra khỏi mạng lưới số của các công ty Washington. Ông Pompeo nói: Mỹ hy vọng sẽ bảo vệ thông tin cá nhân nhạy cảm nhất của người Mỹ và tài sản trí tuệ có giá trị nhất, bao gồm nghiên cứu về vaccine mới khỏi bị đánh cắp bởi hệ thống đám mây của các công ty Trung Quốc như Alibaba và Tencent. Alibaba hiện đang vận hành các hệ thống thương mại điện tử hầu hết ở Trung Quốc và thị trường các nước Đông Nam Á. Xác lệnh mới nhắm vào tập đoàn Baidu của Trung Quốc. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Tổng thống Trump đã ban hành một xác lệnh mới yêu cầu công ty Bisden phải từ bỏ quyền lợi trong ứng dụng video karaoke musical.ly mà tập đoàn này đã mua và hợp nhất với TikTok sau này. Bisden đã mua ứng dụng musical.ly từ một đối thủ Trung Quốc khoảng 3 năm trước theo một thỏa thuận trị giá gần 1 tỷ đô la. Công ty sau đó đã đưa ứng dụng này hợp nhất với TikTok. Ứng dụng sau đó trở thành cơn sốt toàn cầu. Theo Tổng thống Trump, ông có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy việc Biden tiếp quản Musical.ly có nguy cơ làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ. Xác lệnh có hiệu lực trong vòng 90 ngày và nghiêm cấm việc Biden mua lại Musical.ly cũng như có bất kỳ quyền lợi nào từ ứng dụng này. Tổng thống Trump đã ra lệnh rằng bất kỳ hoạt động mua bán các quyền lợi nào liên quan đến Musical.ly ở Mỹ đều phải được Ủy ban về đầu tư nước ngoài tại Mỹ cho phép. Xác lệnh cũng yêu cầu phía Biden phải hủy bỏ mọi dữ liệu người dùng đã lưu. Xác lệnh trên được xây dựng dựa trên một xác lệnh khác do chính Tổng thống Trump ban hành vào tuần trước, trong đó yêu cầu TikTok và ứng dụng WeChat của Tencent phải chấm dứt mọi hoạt động ở Mỹ. Trong số các nhân sự cao cấp của Biden có nhiều thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này khiến dư luận lo ngại rằng các sản phẩm của Biden như TikTok đang chịu sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump ra lệnh công ty chủ quản của TikTok bán tài sản ở Mỹ ngay lập tức biết trên bị cấm sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Musical.ly và có 90 ngày có thể gia hạn thêm 30 ngày để bán tài sản tại Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng vào ngày 14 tháng 8 để ra lệnh, công ty chủ quản của ứng dụng TikTok phải bán tài sản của mình tại Mỹ trong vòng 90 ngày. Giới chức Mỹ sẽ tiếp cận cơ sở của công ty để tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo công ty này không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch, loại bỏ rủi ro về an ninh quốc gia từ ứng dụng TikTok. Giới chức và chuyên gia Hoa Kỳ tin rằng TikTok hoạt động như một phần mềm gián điệp cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc mua lại ứng dụng Musical.ly của Bitdane, công ty chủ quản của ứng dụng này có trụ sở tại Bắc Kinh là bất hợp pháp. Sau khi mua ứng dụng, công ty chủ quản Bitdane đã đổi tên từ Musical.ly thành TikTok. Ngay lập tức, Biden bị cấm sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Musical.ly và có 90 ngày có thể gia hạn thêm 30 ngày để bán tài sản tại Mỹ. Có bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng Biden thông qua Musical.ly có thể thực hiện hành động đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ông Trump nói. Hiện TikTok vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. Trong khoảng thời gian 90 ngày, Tổng thống Trump cho phép các quan chức Hoa Kỳ tiếp cận bất kỳ cơ sở nào của Biden hoặc TikTok tại Mỹ để kiểm tra và sao chép hồ sơ sổ sách, kiểm tra phần cứng và phần mềm, đồng thời phỏng vấn bất kỳ nhân viên nào để đảm bảo rằng các công ty này đang tuân thủ lệnh thoái vốn và không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Trump đã yêu cầu Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ giám sát quá trình thoái vốn và yêu cầu thực hiện kiểm toán đối với công ty TikTok ở Mỹ. Tuy Microsoft hiện đang đàm phán với Biden về việc mua lại TikTok, nhưng mối quan hệ sâu rộng của ông trùm phần mềm Hoa Kỳ với Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khiến cơ hội thỏa thuận khó đạt được, các chuyên gia cho biết. Mọi thương vụ mà Big Dan có thể thương lượng sẽ phải được Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ chấp nhận. Trước khi phê duyệt, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ cần phải xem xét liệu người mua có quan hệ với Big Dan hay không và liệu việc bán hoặc chuyển nhượng được đề xuất có đe dọa làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không. Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ. TikTok là ứng dụng chia sẻ video ngắn vốn rất phổ biến đối với thanh thiếu niên Mỹ. Gần đây, ứng dụng này phải chịu sự giám sát của lưỡng đảo Hoa Kỳ do các quan ngại về việc công ty chủ quản của ứng dụng có thể vi phạm quyền riêng tư của người dùng Mỹ và an ninh quốc gia liên quan Hoa Kỳ. Mối quan ngại chính là về luật tình báo quốc gia năm 2017 của Trung Quốc. Luật này quy định các công ty Trung Quốc phải cung cấp dữ liệu của họ cho cơ quan tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 8, ông Trump đã ban hành xác lệnh cấm giao dịch với TikTok và ứng dụng mạng xã hội WeChat sau ngày 20 tháng 9. Theo xác lệnh này, các công ty Mỹ bị cấm giao dịch với công ty Bitdance và công ty chủ quản của WeChat là Tencent Holding. Trong khi lệnh cấm chính thức sắp đến hạn, thì các hạn chế quy mô nhỏ đã và đang diễn ra. Thượng viện gần đây đã nhất trí thông qua một dự luật do thượng nghị sĩ Josh Hawley đề nghị, trong đó cấm nhân viên chính phủ sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý An ninh Vận tải đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Vào tháng 12 năm 2019, quân đội Hoa Kỳ cũng đã cấm quân nhân sử dụng ứng dụng này. Trung tá Robin Ocha, phát ngôn viên của quân đội nói với military com rằng TikTok được coi là một mối đe dọa mạng. The Epoch gần đây đã tin rằng hơn 130 nhân viên tại Bisden là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều nhân viên làm việc ở các vị trí quản lý, theo tài liệu nội bộ. Công ty Bisden được thành lập vào tháng 3 năm 2012 và thành lập tri bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2014. Google chính thức chấm dứt hợp tác với cảnh sát Hồng Kông. Google sẽ ngừng đáp ứng các yêu cầu cung cấp dữ liệu và người dùng mạng cho chính quyền Hồng Kông và coi lãnh thổ này giống như Trung Quốc đại lục trong các giao dịch. Như vậy, sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia nhằm vào các tội danh như là đổ nhà nước, câu kết và các thế lực nước ngoài, ly khai và khủng bố vân vân Theo Washington Post, hơn một tháng sau khi Alphabet, Facebook, Twitter thông báo tạm ngừng hợp tác với chính quyền Hồng Kông và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc yêu cầu cung cấp dữ liệu thông tin người dùng ở Hồng Kông, Google cuối cùng đã xác nhận sẽ ngừng hoàn toàn xử lý tất cả các yêu cầu như vậy. Google cũng xác nhận sẽ đối xử với Hồng Kông giống như Trung Quốc đại lục, một thị trường mà Google đã rời bỏ nhiều năm trước và được cho là đang âm mưu quay trở lại. Thay vì tự xử lý các yêu cầu này, ngày 13 tháng 8 Google đã thông báo cho cảnh sát Hồng Kông rằng họ sẽ chỉ đạo các quan chức nên theo đuổi bất kỳ yêu cầu nào về dữ liệu thông qua hiệp ước tương trợ tư pháp với Hoa Kỳ, một quá trình khó khăn mà cuối cùng sẽ do Bộ Tư pháp Mỹ quyết định nhưng mọi khi các nhà chức trách bên ngoài nước Mỹ có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết cho các cuộc điều tra tội phạm thông qua các thủ tục ngoại giao Google cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters. Trong khi đó, Trung Quốc đang đình chỉ hiệp ước tương trợ pháp lý của Hồng Kông với các nước khác, bao gồm Anh và Canada, vì những nước này và những nước khác đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, trong khi hiệp ước của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Donald Trump đã chuyển sang đình chỉ hiệp ước này thông qua lệnh hành pháp. Bất chấp sự trừng phạt quốc tế, cảnh sát Hồng Kông vẫn bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người tuyên bố khai tử các quyền tự do báo chí ở Hồng Kông, có vẻ như không gì có thể ngăn cản để đưa luật an ninh quốc gia phổ biến trên diện rộng ở Hồng Kông. Cũng theo Washington Post, luật an ninh quốc gia đã có hiệu lực lan rộng ở Hồng Kông. Ngay sau khi thông qua, người dân bắt đầu xóa các tài khoản mạng xã hội của họ và một số nhà hoạt động đã rời khỏi thành phố tuần này chứng kiến việc thi hành luật mới một cách khắc nghiệt nhất kể từ khi nó có hiệu lực. Với vụ bắt giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai, các con trai của ông, nhà hoạt động trẻ Chu Đình và 6 người khác, và cảnh sát đột kích vào văn phòng của tờ Apple Daily, một tổ chức ủng hộ dân chủ tờ báo thuộc sở hữu của Next Digital, công ty do ông Lai thành lập. Google có mối quan hệ thân tình với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi họ đang điều hành một văn phòng phát triển trí tuệ nhân tạo. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Mỹ đã cáo buộc Google quá thân thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc và hợp tác với quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, Google liên tục phủ nhận. Việc bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai và nhà dân chủ trẻ tuổi Chu Đình được cho là đòn trả miếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau động thái, Mỹ trừng phạt bà trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam cùng 10 quan chức hàng đầu của Trung Quốc và Hồng Kông về vai trò của họ trong việc thông qua và thực thi luật an ninh quốc gia mới.